Trường tiểu học Cao Bá Quát tọa lạc tại địa chỉ 92 Phan Đăng Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận. Trong quá trình thành lập và phát triển, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích như Huân chương lao động hạng 3, cờ thi đua cấp thành phố, bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố, tập thể lao động xuất sắc liên tục từ năm 2014 đến nay. Ngoài ra, trường còn nhận được nhiều bằng khen, giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào liên đội đạt xuất sắc nhiều năm liền. Nhà trường thường xuyên quan tâm, chăm lo đến các hoạt động chăm sóc, giáo dục, tạo điều kiện cho các học sinh tham gia tốt các phong trào đoàn đội như thi văn nghệ, hội khỏe phụ đổng, hội thi Lê Quý Đôn, hội thi nghi thức đội, hội thi phụ trách sao giỏi, nét vẽ xanh. Nhà trường chú trọng đến các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, thể dục tự chọn, các môn năng khiếu. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức thêm các câu lạc bộ như câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ nhạc kèn, thường xuyên tổ chức trải nghiệm tiết dạy ngoài nhà trường tại Thảo Cầm Viên cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, tổ chức hội trại cho học sinh lớp 5. Thông qua việc tổ chức các hoạt động, học sinh được tạo cơ hội tham gia, rèn luyện kỹ năng một cách tích cực, chủ động, có hiệu quả. Trong những năm qua, trường tiểu học Cao Bá Quát đã không ngừng phấn đấu vươn lên với phương châm tất cả vì học sinh thân yêu, mong muốn đem lại cho các học sinh những điều tốt đẹp nhất để có thể tiếp tục giữ vững thành tích và đưa nhà trường tiếp tục phát triển, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với ngành. Nhằm góp phần khắc họa sâu sắc lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường, hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân quận Phú Nhuận, đời đời tôn vinh, tri ân đồng bào, chiến sĩ đã có công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2017, tại đài tưởng niệm liệt sĩ quận Phú Nhuận, Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trang trọng tổ chức lễ khánh thành công trình Bia ghi ơn mẹ Việt Nam anh hùng và Bia ghi công anh hùng liệt sĩ quận Phú Nhuận. Công trình cũng đã thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ và chính quyền quận Phú Nhuận, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và của nhân dân quận Phú Nhuận, góp phần quan trọng trong việc giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân, thanh niên, thiếu nhi hôm nay và các thế hệ mai sau. Lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc, lòng biết ơn công lao và sự hy sinh to lớn của các bậc tiền nhân và của nhân dân ta, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta. Trong cuộc sống, có nhiều việc nghĩa phải làm, nhưng chăm lo hương khói cho các mẹ Việt Nam anh hùng liệt sĩ, chăm sóc phụng dưỡng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với đất nước là một việc nghĩa to lớn. Tất cả những ai đang được hưởng độc lập, tự do là đang chịu ơn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ và người có công với đất nước đều phải có trách nhiệm đóng góp những việc làm cụ thể, thiết thực hơn nữa vào công tác đền ơn đáp nghĩa. Năm tháng sẽ trôi qua, những đóng góp của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ sẽ mãi ghi vào trang sử vàng oanh liệt của dân tộc như một bản thiên anh hùng ca bất diệt, khắc ghi quá khứ hào hùng của dân tộc, gửi trọn tấm lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, trước hương hồn của mẹ Việt Nam anh hùng, anh linh, các anh hùng liệt sĩ chúng ta nguyện sống, chiến đấu, học tập, làm việc, kế thừa, xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang, mãi bước tiếp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực xây dựng quê hương Phú Nhuận, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.